Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng Chủ nhật, ngày 3 tháng 9 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất đang có chuyến công du mục vụ tới nước Mông Cổ, thủ đô Ulaanbaatar. Nơi đây chỉ có 1.500 giáo dân thôi, vì cách đây khoảng 20 năm, Mông Cổ chỉ có khoảng chừng 14 giáo dân Thiên Chúa Giáo. Bây giờ con số đó theo Vatican lên khoảng chừng hơn 1.000 người. Nhưng mà đến dự thánh lễ ở tại quảng trường của Ulaanbaatar có khoảng chừng có 1.500 người, là do những người Hàn Quốc đi du lịch, những người Trung Quốc đi du lịch, họ là Thiên Chúa Giáo, họ muốn gặp Đức Giáo Hoàng. Có 1.500 người là tối đa. Tại sao Đức Giáo Hoàng lại qua bên Mông Cổ, tôi sẽ phân tích sau. Đức Giáo Hoàng muốn gửi một tín hiệu gì? Nhưng thưa quý khán thính giả, vào ngày 25 tháng 8 năm 2023, ở bên Nga có một đại hội giới trẻ, thì Đức Giáo Hoàng có một bài nói chuyện. Bài nói chuyện này là bài nói chuyện qua video. Ở trong bài nói chuyện này, Đức Giáo Hoàng ca ngợi lịch sử của nước Nga và nói với giới trẻ là các bạn hãy gìn giữ lấy những giá trị của nước Nga vĩ đại. Các bạn là những người thừa hưởng những di sản vĩ đại đó. Rồi Đức Giáo Hoàng ca ngợi nước Nga là một nước lớn, có nhiều vị thánh, có nhiều vị vua vĩ đại, có những người như là Đại đế Peter, có những người như là Nữ hoàng Catherine Đệ Nhị. Họ là những người vĩ đại, họ là những người soi sáng cho đế quốc Nga và đã đặt nền móng rất là vĩ đại cho nước Nga và cho cả thế giới luôn. Cho tiếng Anh họ gọi là humanity, cho cả loài người. Đức Giáo Hoàng ca ngợi như vậy. Và Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ là never give up this heritage. Đừng bao giờ mà buông bỏ giá trị thừa hưởng văn hóa như thế này đây. Phát biểu của Đức Giáo Hoàng ngay lập tức bị nước bên cạnh là nước Ukraine là gọi Đức Giáo Hoàng là có tư tưởng ca ngợi đế quốc Nga, một con người theo chủ nghĩa đế quốc. Thưa quý khán giả, Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất là một người rất khách quan về vấn đề cuộc chiến đặc biệt của Nga vào trong Ukraine. Đức Giáo Hoàng đã trả lời nhiều lần trong năm qua, đó là NATO đưa sự xung đột tới ngay thềm trước cửa của nước Nga thì nước Nga có quyền tự vệ. Điều này làm cho NATO, nước Mỹ và Ukraine không có hài lòng khi một vị đứng đầu của giáo triều Vatican và là người đứng đầu của đạo Thiên Chúa Giáo lại tuyên bố như thế. Họ cho rằng như thế là Đức Giáo Hoàng nghiêng về phía Nga và rất là có, họ dùng danh từ là sympathy, tức là sự thông cảm với Tổng thống Putin. Họ không hài lòng. Nên là khi mà Đức Giáo Hoàng qua video nói chuyện với giới trẻ mà nói như thế thì họ cho rằng Đức Giáo Hoàng là đứng về phía Nga, vận động cho một đế quốc Nga trở lại. Truyền thông báo chí của Mỹ như CNN, CBS, ABC và ngay cả Fox cũng không có hài lòng với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng có nhắn nhủ với giới trẻ qua video đó thêm những câu như thế này đây. I wish you, tôi chúc các bạn, young Russians, những người Nga trẻ, the vocation to be artisans of peace in the middle of so many conflicts. Ơn gọi để trở thành những nhà điêu khắc, những người xây dựng hòa bình trong
thế giới rất là nhiều sự mâu thuẫn như thế này. In the midst of so much polarization on all sides, trong một thế giới cực đoan rất là nhiều ở nhiều khía cạnh, which plague our world, đã làm cho ô nhiễm thế giới của chúng ta. I invite you to be sowers, to sow seeds of reconciliation. Tôi kêu gọi các bạn trở thành những người đi gieo hạt hòa bình, đối thoại, reconciliation. Không? Little seeds that in this winter of war will not sprout in the frozen ground for the time being, but will blossom in the future spring. Những hạt bé nhỏ đó trong mùa đông này không có vươn dậy được, nhưng nó sẽ mọc lên vào trong mùa xuân hy vọng. Đức Gia Hoàng ám chỉ là những người trẻ của người Nga, và như thế là ám chỉ nước Nga là nước tạo ra sự hòa bình, là nước tạo cho sự đối thoại, chứ không phải là phía Ukraine, cũng không phải là phía NATO, cũng không phải là phía Mỹ. Nên phía Ukraine và phía Mỹ rất là bất mãn. Một vị đứng đầu của một giáo triều Vatican nói rằng là không có dân số và không có quân, nhưng ảnh hưởng cả toàn cầu. Vì hiện giờ Thiên Chúa giáo vẫn là đạo nhiều giáo dân nhất. Hơn 1 tỷ mấy giáo đồ theo Vatican. Theo Vatican còn là biết bao nhiêu trăm triệu theo chính thống giáo nữa. Cộng lại vẫn là đạo lớn nhất trên thế giới bây giờ là giáo triều Vatican, và đứng đầu là một nhà nước. Vatican là một giáo triều nhưng cũng là một nhà nước. Nhà nước Vatican nữa. Nhà nước Vatican mà kỳ vừa rồi đó, Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng ký cái văn bản gọi là thiết lập quan hệ với Vatican, nhà nước Vatican. Họ không có hiểu được là có một nhà nước Vatican với một giáo triều Vatican. Cấp nhà nước với nhà nước thiết lập quan hệ để làm sao có văn phòng thường trực, thì những người đó là chống Thiên Chúa giáo cực đoan đó, thì lại chống luôn cái việc này. Họ không hiểu gì về vấn đề ngoại giao, chả hiểu gì về ngoại giao. Họ cho rằng cái đầu của họ, những suy nghĩ của họ đó hơn cả Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn cả lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Họ không có hiểu rằng khi mà ký được như thế đó thì nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam lên, vì Vatican một nhà nước đó, có ảnh hưởng cả thế giới. Như vậy đó thì nói lên điều gì? Nói lên là ở trong Việt Nam có tự do tín ngưỡng, tôn trọng luôn cả những đạo mà nhiều người nói rằng là như đạo Thiên Chúa giáo đó. Vì sao? Vì tôi nói điều này là vì chút nữa nó liên quan đến vấn đề chuyến đi của Đức Gia Hoàng ở tại Ulaanbaatar. Việc mà ký một văn bản như thế rất là lợi. Lợi là lợi vô cùng. Lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất là nâng tầm quan hệ của Việt Nam lên trên chính trường quốc tế nhé. Thứ hai, qua đó đã nói lên được rất rõ ràng ở Việt Nam rất có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng. Chứ không phải giống như những người mà như là các tổ chức ở Freedom House tố cáo Việt Nam là không có tự do tín ngưỡng. Ký kết như thế thì nói lên điều gì? Vatican công nhận là ở Việt Nam có thực hành đạo nên mới cần có một ký kết thỏa ước như thế chứ. Đó là điều lợi thứ hai. Điều lợi thứ ba nó về vấn đề kinh tế thôi. Dầu rằng nhà nước Vatican nhỏ bé, không có đông dân, nhưng mà nhà nước Vatican nằm ở trong lòng thủ đô Roma, nằm ở trong nước Italy, ảnh hưởng luôn cả Liên Âu liền. Chuyến đi nào của Đức Giáo Hoàng hay là chuyến đi gì đó tương tác giữa Vatican và Việt Nam thì tạo không biết bao nhiêu là du khách, là bao nhiêu công ăn việc làm. Thế nhưng mà những người đó đó là chỉ biết rằng là ôi, đạo của tôi là nhất, đạo Phật của tôi là nhất, cái gì đó là phải chống tích cùng. Cái mảng lịch sử đó không ai hiểu, chỉ có chúng tôi hiểu thôi.
làm y như người ta không biết trong quá trình của lịch sử nào là những cái bang gọi là Inquisition làm sao à? Làm như là chỉ có mấy người đó là mới hiểu lịch sử thôi. Làm như cả thế giới này, Việt Nam này không ai biết gì về gọi là 3-4 thánh chiến à. Rồi những cái việc mà quá khứ nó có những cái sai lầm đó thì là lôi lại, muốn gọi là mang lên trên hai vai mình gánh nặng của lịch sử bao nhiêu trăm năm đó. Nhất là khi mà đây là không phải nhà Vatican nha, đây là những người đi truyền đạo đó, mà những đế quốc như Pháp, Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha lợi dụng đó, để thực dân hóa một số nước đó, thì họ trách lên luôn, ôi đó là của giáo hội, đó là của Vatican. Họ không phân biệt được nhà nước Pháp, nhà nước Tây Ban Nha, nhà nước Bồ Đào Nha là chủ trương điều đó. Còn đạo Thiên Chúa đó là không có chủ trương điều đó. Hai cái nó khác nhau. Nhà nước lợi dụng là khác nhé. Nhà nước Vatican có lợi dụng chuyện này hay không trong quá khứ thì chưa biết, chưa có rõ lắm. Nhưng mà đa số ai cũng nhận thấy là nhà nước Pháp, nhà nước Bồ Đào Nha, nhà nước Tây Ban Nha vân vân đã lợi dụng chuyện đó để mà đi thực dân hóa người ta. Là dùng một cái phương tiện, dùng đạo như một phương tiện, nhưng mà không thể nào chúng ta nhìn tới đạo như là mục tiêu cuối cùng để mà thỏa mã. Những kẻ đó là làm như vậy đó. Rồi lên mặt dạy đời, dạy không phải là dạy người ta, mà muốn dạy cả lãnh đạo Việt Nam, dạy luôn cả chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, rồi chửi bới luôn cả chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lạ thiệt à. Thì thưa quý khán giả, chuyện về nhà nước Vatican là như thế. Thế khi mà Đức Giáo Hoàng phát biểu với giới trẻ của nước Nga, thì chúng ta thấy phản ứng của CNN, phản ứng của CBS, phản ứng của Fox nước Mỹ luôn, phản ứng của Reuters, họ cho rằng Đức Giáo Hoàng là không có khách quan nữa về vấn đề mà nước Nga mở một cuộc chiến đặc biệt vào trong Ukraine để tự vệ. Họ cho rằng lúc nào cũng nói rằng là nước Nga xâm lược, nước Nga xâm lược, nước Nga xâm lược. Đức Giáo Hoàng phải dùng cái danh từ xâm lược thì Đức Giáo Hoàng mới là người khách quan. Họ muốn áp đặt như vậy, nhưng Đức Giáo Hoàng không nói chữ xâm lược bao giờ hết. Đức Giáo Hoàng đã nói rằng là NATO đưa xung đột ngay trước cửa thềm của nước Nga, thì nước Nga có quyền tự vệ, in defense. Thế họ cay lắm. Phát biểu như thế này với giới trẻ, nói rằng là giới trẻ hãy gọi là gìn giữ lấy di sản vĩ đại của nước Nga, thì họ đã nói rằng là Đức Giáo Hoàng tuyên dương chủ nghĩa đế quốc của nước Nga. Rồi Đức Giáo Hoàng lại nói rằng là giới trẻ của nước Nga hãy trở thành những người đi gieo hạt mầm về vấn đề hòa bình. Thì ám chỉ là nước Nga không phải là nước hung hãn. Nước Nga là nước hiếu hòa chứ đâu có hiếu chiến. Thì họ cay lắm. Thế bây giờ Đức Giáo Hoàng đi qua Ulaanbaatar kỳ này, trong tuần này nè, trong cuối tuần, trong đã đi rồi, tới tối thứ sáu là thực ra đó thì Đức Giáo Hoàng đi 8.000 cây số, bay 10 tiếng tới Ulaanbaatar vào tối thứ năm. Nhưng Đức Giáo Hoàng phải nghỉ ngơi tại vì giờ thay đổi đủ thứ hết. Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi, cái giờ của bên Ulaanbaatar là thứ sáu, Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi ngày hôm đó. Rồi ngày hôm qua thì Đức Giáo Hoàng mới được Tổng thống nước Mông Cổ đón tiếp một cách long trọng, và Đức Giáo Hoàng ra tới quảng trường và Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ nơi đó, có khoảng 1.500 người tham dự. Đức Giáo Hoàng có một bài nói chuyện rất hay ở tại quảng trường nơi đó, kêu gọi sự hòa bình. Và Tổng thống của nước Mông Cổ nói rằng rất là vinh dự để đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Nhiều người Hàn đi du khách á, và người Trung Quốc du khách, họ là tín đồ Thiên Chúa Giáo, họ tới đây họ tham dự. Họ nói rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một, không dễ gì gặp Đức Giáo Hoàng. Ở đây chỉ có 1.500 giáo dân thì còn có thể thấy được Đức Giáo Hoàng, chứ còn mà tới những cái nơi mà mỗi lần Đức Giáo Hoàng đến thì hàng triệu người như ở tại Ireland hoặc là gì đó thì không cách nào mà thấy Đức Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng tới nơi đây một nước rất là ít tín đồ, là muốn gửi một tín hiệu gì đó. Ai cũng hiểu là Đức Giáo Hoàng muốn gửi một tín hiệu. Tín hiệu thứ nhất đó là dầu rằng có ít đi nữa nhưng mà là hướng tới tương lai. Vì sao? Mông Cổ và Nga nơi đây, Mông Cổ nằm kẹp chính giữa giữa Nga và Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng muốn gửi cho cả hai cường quốc Nga và Trung Quốc hiểu rằng cần phải có đối tác bây giờ. Tôi sẵn sàng đến một nước rất nhỏ để gửi ra một tín hiệu. Thứ nhất, đối với Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc là vẫn chủ trương có những sự rất là khắc nghiệt đối với nhà nước Vatican và giáo hội Thiên Chúa Giáo. Những vị giám mục mà Vatican chọn thì Trung Quốc không công nhận. Mà ngược lại, những vị giám mục mà Trung Quốc chọn thì Vatican không có chọn. Nên sự căng thẳng giữa nhà nước Trung Quốc và nhà nước Vatican vẫn còn đó thì cần có một sự đối thoại. Đức Giáo Hoàng sẵn sàng qua một nước nhỏ, nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều để mà tạo một cái gì đó, một tín hiệu ra. Và ở nơi đây đó, thì Đức Giáo Hoàng cũng có một cái gì đó nó nhắn gửi. Đó là Đức Giáo Hoàng đã nói chuyện với giới trẻ của nước Nga ở tuần trước thôi. Thì điều đó Đức Giáo Hoàng cũng muốn giới trẻ của nước Nga tiếp những lời mà Đức Giáo Hoàng đã nói chuyện với họ. Đó là hãy trở nên những người đi gieo rắc hòa bình và đối thoại. Hãy chọn lấy di sản của nước Nga vĩ đại, đừng đánh mất di sản này. Đó là một sự quyết tâm, một tín hiệu như thế. Thưa quý khán giả, đầu tháng 8 vừa rồi tôi cũng đi Ulaanbaatar, thì tôi mới hiểu được khí hậu nơi đây. Ban ngày trong mùa này thì khá nóng, nhưng mà ban đêm vẫn lạnh. Đức Giáo Hoàng bay một chuyến bay rất là dài tới một nước bây giờ đó là đồng cỏ mênh mông sa mạc nữa. Tháng 9 nè là tháng cũng còn đẹp, nhưng mà ban đêm là lạnh rồi. Đức Giáo Hoàng cần nghỉ ngơi, nói chuyện ở tại quảng trường ở Ulaanbaatar với một ý nghĩa như thế. Thì nhân cơ hội hôm nay là ngày Chủ nhật bên Thiên Chúa Giáo, ngày này là ngày lễ buộc á, ngày Chủ nhật á, thì tôi cũng muốn gửi đến những tín đồ Thiên Chúa Giáo hiểu rằng Đức Giáo Hoàng Francis đệ nhất, lãnh đạo của nhà nước Vatican và là lãnh đạo của giáo hội, lúc nào cũng chủ trương kêu gọi sự hiếu hòa, sống chân chất với nhau. Đức Giáo Hoàng Francis đệ nhất là một con người tôi cho rằng có một tầm nhìn rất xa. Một tầm nhìn rất xa. Tôi cầu chúc cho chuyến đi công du mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francis đệ nhất ở tại Mông Cổ thành công. Tôi cầu chúc cho những gì mà Đức Giáo Hoàng mong muốn làm gạch nối để mà nhân loại này tiến bước trong sự hòa bình thành công. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.